Đây là bài viết Những gì mình học được khi sống sót sau lần tự kinh doanh đầu tiên của tác giả Mai Ngọc Anh. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài viết này luôn nha. DNF 23 tháng 11. Mình quyết định thay đổi giá, giảm giá bán lẻ từ 669k một hộp xuống 620k một hộp. Giảm sâu lần này hơi có lỗi với khách tư vấn trước, mà thôi, giờ thà có lỗ còn hơn ôm một cục nợ, đúng là tốt quá thì khó làm kinh doanh. Nhưng ác mộng vẫn chưa kết thúc, tiếp tục một loạt khách hỏi giá và không mua hàng. Vẫn là một flow quen thuộc, khách hỏi giá, mình tư vấn một tràng, rồi khách không nói gì. Hoặc lịch sự hơn thì, cảm ơn shop, mình sẽ liên hệ lại khi có nhu cầu. Hàng không bán được, nhưng mọi việc vẫn phải theo plan. Ads vẫn cắn tiền đều đều. Bắt đầu phải nhập nguyên liệu từ các NCC, bắt đầu phải cho các bạn sinh viên đi làm. Dòng tiền tiếp tục âm. Điều gì đến cũng phải đến, mình cạn sạch tiền mặt. Toàn, với startup thì tiền là máu, hết tiền là hết máu. Nghe nhiều mà giờ mới thấm. Giờ thì mình đang được là nhân vật chính trong câu chuyện của mình. Nhưng mà chua quá. Đến giờ cũng được một quãng đường rồi. Dừng lại thì cũng không lấy lại được tiền hàng đã bỏ ra. Dừng lại đồng nghĩa với nợ, mà làm tiếp thì tỷ lệ nợ cao. Nhưng vẫn hơn là dừng lại. Đánh tiếp. Recover 24 tháng 11. Chưa đi vay thì chưa phải làm kinh doanh. Tao cho mày vay, nửa cho tròn nhé. Ok, trước Tết em trả. Được rồi, chiều vui tao chuyển khoản cho. Mày éo bảo anh sớm, anh vừa mua đôi giày xong. Để mai tao ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm gửi cho, trước Tết trả là được. Mọi thứ xảy ra trong đời đều có lý do. Có những việc tưởng như vô tình, nhưng rồi lại mang một ý nghĩa nào đó. Đối với đèn vâu, bởi vì có nhặt rác mà cuộc đời sang trang, thì với mình, bởi vì có chạy bộ mà cuộc đời sang trang. Nhờ chạy bộ mà có cơ hội quen được nhiều người hơn, để rồi từ những người lạ thành người quen. Gần 2 năm trước, mình và một nhóm anh chị runner tình cờ đi cùng nhau lên Pulung Race VGM, tình cờ ở cùng một nhà trọ. Và bây giờ, 1/2 số người trong bức ảnh này là đồng run, còn là investor, supporter đến tận lúc này. Được bơm thêm máu rồi, lại sống tiếp. Ngày trước cứ nghĩ tại sao phải nợ, ví dụ doanh nghiệp nợ tiền nhà cung cấp là xấu, là không fair. Công ty mà trả chậm lương là làm ăn vớ vẩn. Đến giờ cầm tiền trả nhà cung cấp, sau vài ngày giãn nợ mới thấm. Không ai muốn nợ, nhưng nhiều khi nợ cũng là một nghệ thuật. Giữa việc mang tiếng chơi xấu, không fair và việc survival, nếu buộc phải chọn thì bạn sẽ chọn cách nào? Tự nhiên, nhớ hồi cấp 3 đá bóng, mình không thích mấy trò đá xấu hay chơi tiểu xảo. Nhưng vẫn nhớ, có trận đá với lớp trên, có thằng chơi xấu, đè mình vài lần. Mình vẫn không tỏ thái độ gì, tí có quả tranh bóng, nó định chơi cùi chỏ, may mình tránh được. Nghĩ nếu cứ như này thì nhiều khả năng quả bóng tiếp theo sẽ ăn chỏ, hoặc vô tình bị đạp nhầm vào chân, thế là đá rắn ngay. Vẫn nhớ mấy bạn nữ hôm ấy đi qua thấy bảo mình đá xấu. Well, không khó khi đứng ngoài phán xét lựa chọn của những người trên sân, nhưng ngược lại, không dễ khi ta là người đứng trên sân, đối mặt với vài phát cùi chỏ và phải lựa chọn. 29 tháng 11, niềm vui được bơm máu không kéo dài bao lâu. Tại sao giảm giá như thế mà vẫn tỷ lệ khách hàng mua thấp? Giá chi phí nguyên liệu đầu vào bình thường chỉ chiếm 30, cùng lắm là 35%, mà chi phí của mình đã chiếm gần một nửa giá bán rồi. Tại sao bán hàng tốt vậy mà mọi người vẫn chưa mua? Còn 3 tuần nữa là Tết rồi mà bán được vài chục hộp, tương lai tay trắng xây nên một đống nợ ngày càng rõ hơn. Thôi đằng nào cũng ế rồi, mang đi tặng anh em bạn bè một ít. Mỗi năm vẫn mua sách, mà thôi, năm nay dùng cây nhà lá vườn luôn. Page thì rich organic bèo bọt, mỗi post nghĩ chán chê cũng chỉ vài chục rich. Anh em, thử post mấy cái ảnh này lên nhé. Đâu, gửi anh xem nào. Mấy cái ảnh nhí nhố này thì rich sao cao được nhỉ? Mà thôi, cứ để mai thử, đằng nào cũng đang rich lèo tèo, biết đâu. Nhìn được đó, em nghĩ thêm content trend thử xem. Content nhí nhố mà organic rich gấp mấy lần post của mình luôn. Cả đây nữa, thế là thế nào nhỉ? Ngày 3 tháng 12. Trước bọn em có đi làm thêm ở đâu chưa? Có, em với cả Mai trực page với tư vấn khách mua hàng online. Ngon, thế chắc em có kinh nghiệm tư vấn khách rồi nhỉ? Thế tí em thử xem. Có khách inbox. Chỉ mua 5 hộp thì có chiết khấu gì không em?
Bình thường thì 10 hộp mới chiết khấu, mà tầm này thì 5 hộp cũng chiết khấu luôn. Ờ, anh để em, giá của mình 10 hộp mới chiết khấu đúng không anh? Vậy để em tư vấn thử xem, 5 hộp free ship là được rồi anh. Ờ, thế em thử đi. Chiều ship cho chị đến địa chỉ này nhé. Dạ vâng, chúc chị một buổi chiều vui vẻ ạ. Bắn tim. Hơ, khách sến như thế à? Hình như từ lúc Mai viết content và Hiền tư vấn thì mình bán được nhiều hơn. Hiền chốt đơn xong, Mai book Aha Move ship đều như vắt chanh. Chẳng lẽ mình kém hơn hai đứa này à? Cả Hằng giờ cũng gói vừa cẩn thận vừa nhanh, hơn hẳn mình lúc trước. Hằng chỉ trend một lúc mà ly với Tâm gần 200 hộp trong một ngày. Mình có thể biết làm content, biết tư vấn, biết nhưng đã giỏi hẳn và chuyên biệt về cụ thể một mảng nào đấy thì có lẽ mình không giỏi như Hiền, Mai hay Hằng. Thậm chí so với Ly hay Tâm cũng thua luôn. Vì mình không tập trung vào việc gì trong một thời gian đủ lâu, mọi việc chỉ dừng lại ở viết. 9 tháng 12 Chiều qua hai đứa làm được bao nhiêu hộp hả Hằng? Hơn 100 thì phải anh, em cũng chưa check lại. Mai, tối nay chuẩn bị content cho ngày mai nhé. Nhưng mà em hết ý tưởng rồi anh ơi. Trong đầu tôi nghĩ, hết thì cố nghĩ đi, đấy là trước đây, còn giờ thì thế này. Nhưng tôi lại nói, hết rồi thì mai tạm nghỉ đi, để anh viết. Thế mai đi ship, đi gặp khách hàng cho có thêm cảm hứng nhé. Anh ơi, em vừa chốt được một khách 30 hộp. Phải, cao thế. Ngày 10 tháng 12 Anh vừa chốt được 50 hộp với bên Lotus nhé. May được điều ngon, không ngại với bọn này vậy. 15 tháng 12 Anh sắp hòa vốn chưa? Chưa, còn lâu, hơn 600 hộp nữa nhé. Thật ra là hơn 800. Tết không bán nổi hết, mỗi đứa cầm về nhà một ít mà ăn dần. Không, em tin là đến 27 anh sẽ bán được hết. Anh bán đến hết 27 không? Không, anh bán hết 28. Chiều 29 anh mới về. Thế em với Mai làm cho anh đến hết 23 nhé. Ngày 16 tháng 12 Các anh nổ địa chỉ em ship quà Tết nào. Kinh, lãi rồi đấy à? Lãi éo đâu, tặng thì cứ tặng thôi. Thôi mày để mà bán, mày mời nhậu thì bọn anh đi. Anh Hà lên bài rồi à? Content chất vãi. Không chỉ anh Hà mà rất nhiều anh em bạn bè đồng rên chia sẻ, giới thiệu giúp. Từ Hà Nội đến Sài Gòn, có mấy người bảo ship vào Sài Gòn nhưng nói thật là lúc ấy không có thời gian đóng gói, rồi gửi ra chuyển phát nhanh luôn. Tiếc thật, cảm giác khi được rất nhiều người ủng hộ, giới thiệu một cách tự nguyện, mặc dù có chút ép buộc, là lúc cảm thấy mình thật sự may mắn. May mắn khi được ở đây, chứng kiến những sự giúp đỡ và quan tâm như thế này. 20 tháng 12 Chị 30 hộp lần trước làm vừa lấy thêm 7 hộp nữa anh ạ. Ngon, 7 hộp thế để anh book Grab car. Thôi, mai nó ship Ahamu xong rồi anh. 7 hộp mà cũng ship được Ahamu á. Vâng, nó cứ đứng nói một hồi rồi anh shipper cũng phải đi thôi. 11:30 Một mình ở kho, giữa lúc không biết sáng mai lấy tiền đâu để trả nhà cung cấp. Vừa run, vừa lo, vừa phấn khích. Vì mình biết dù đến ngày 28 tháng 12 có như thế nào thì đây cũng sẽ là một trong những khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Theo cách nói của anh Lê Hồng Minh VNG thì mình đang build một tương lai bất định. Chấp nhận chuyện làm những việc mà mình không biết đúng sai, phải ra quyết định trong một thời gian ngắn. Vì nếu chờ đến khi được định nghĩa vấn đề rồi thì đôi khi cơ hội đã qua. Rồi chuyện teammate chưa đủ cứng, chưa phát triển kịp với tốc độ phát triển của business. Vì business grow when people grow. Rủi ro là có, rất nhiều, nhưng đấy là một phần của business. May mắn là lần này mình có những teammate rất thiện chí và leader. As a business owner, you're also a product manager. Product ở đây không chỉ là sản phẩm, hộp quà Tết, mà còn là con người. Làm thế nào để design một quy trình làm việc hiệu quả nhất? Làm thế nào để tạo một môi trường làm việc không quá thoải mái, để vẫn đạt hiệu quả, nhưng cũng không được quá áp lực, khiến nhân sự cảm thấy không còn động lực làm việc. 21 tháng 12 Hôm nay nhiều inbox đấy, anh vừa tăng tiền ads lên, Hiền với Hoài chú ý trả lời tin nhắn nha. Hằng với Ly, Tâm cũng cố gắng làm việc nhiều hôm nay. Mai làm xong content chưa? Mấy đơn ship từ 10 hộp trở lên thì Hằng với Mai cứ chia nhau đi cùng Grab. Target hôm nay bán được 300 hộp nhé. Thấy anh làm gì? Anh cổ vũ với mua đồ ăn cho bọn em. 27 tháng 12 Chị thì em tặng luôn, mua bán gì? Thôi trừ nợ đi, mặc dù chưa biết bao giờ trả nốt chỗ còn lại. Cóc nhớ bao nhiêu luôn, mà thôi cứ trả em một ít cho em lấy vốn trả nhà cung cấp. 25 tháng 12 Tối nay làm xong đi ăn nhé.
Mai cái hiện với cái mai về rồi nên hôm nay liên hoan luôn. 26 tháng 12. Chị có quen bên chấm 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 không? Có, sao? Thế connect giúp em nhé. Xong rồi, giờ anh trả lương với lì xì cho bọn em luôn. May có Hằng giúp anh vụn chấm công nên giờ cũng nhàn. Cảm ơn các em đã giúp anh một tháng vừa rồi nhé. Không có bọn em chắc anh không xoay nổi. Xong, mọi người đều đã về, chỉ còn mình ở lại kho. Hơn một tháng chạy qua chạy lại từ nhà đến công ty rồi về đây. Lúc nào cũng có tiếng nói chuyện mà giờ im lặng thật. Ở ngoài gió to, trước giờ thỉnh thoảng có đọc bài kể Tết của công ty mới. Sếp xoay tiền trả lương thưởng cho nhân viên xong thì cũng lại đủ tiền về nhà đưa cho vợ sắm Tết. Giờ một mình ngồi ở kho chắc cảm giác cũng thế. Chỉ sướng hơn cái là không phải đưa cho ai. À quên, phải mang về trả nợ. Ta vẫn thường được dạy cách làm thế nào để làm một nhân viên tốt. Làm việc chăm chỉ rồi thành công sẽ đến. Work hard in silence, let your success be your noise. Well, maybe chỉ đúng một nửa. Nếu bạn là Sơn Tùng MTV thì chắc work hard in silence, nhưng khi cần noise thì vẫn tạo được. Còn nếu không thì chắc nhiều khả năng silence hẳn luôn. Nếu dành thời gian network, đi sự kiện nhiều thì không có thời gian làm sản phẩm. Nhưng nếu chỉ tập trung làm sản phẩm thì không có sales, không có đủ tiền để sống. Vẫn nhớ anh Leo Trill có nói một câu là startup nên cân bằng giữa việc build sản phẩm và sales. Đây cũng là ý trong quyển Tractions của Gabriel Weinberg và Justin Mears, nếu mình nhớ không nhầm. Nhưng câu hỏi là thế nào là cân bằng, hoặc khi nào thì cần sales, khi nào cần focus build product? Đây là một câu hỏi khó, ranh giới giữa việc survival được hay không, survival rồi thì scale được hay không, phụ thuộc rất nhiều vào những quyết định như thế nào. Nếu chờ sản phẩm ngon thì mới sell thì có lẽ đã mất timing, nhưng nếu sales tốt một sản phẩm chưa ổn thì cũng dễ dẹo. Làm thế nào để tìm được điểm cân bằng? Tương tự, nếu coi bản thân mỗi người là một startup thì đâu là thời gian cần sales, đâu là thời điểm cần build product? Đây cũng là một câu hỏi khó. Mãi sales quá thì không có thời gian build up bản thân, còn tập trung build bản thân cho ngon mới đi sales thì có thể lại lỡ mất cơ hội. Nhưng dù thế nào thì chỉ có mình mới là người hiểu nên làm như thế nào hợp lý nhất, vì mỗi người có một cá tính, điều kiện, hoàn cảnh, môi trường sống khác nhau. Vậy mình là ai trong bao nhiêu hạt cát giữa sa mạc? Điều phi thường nhỏ bé. Lỗ vài chục triệu nhưng quen được với nhiều bạn trẻ và giỏi. Tin tưởng Việt Sis đúng là không nhầm. Cũng lại là tình cờ quen với mama của cả đội Việt Sis với hồi Up Race vừa rồi, lại là nhờ chạy bộ. Lần này cũng quen được vài khách hàng là các doanh nghiệp, nhà cung cấp hay phết. Lỗ vài chục triệu nhưng có thêm được những cảm giác up and down vài lần trong một tháng. Cảm giác tự hào và tự tin khi teammate giỏi hơn mình. Đi một mình thì nhanh, nhưng muốn đi xa thì phải có team. Lỗ vài chục triệu nhưng học được cách chơi những game to hơn và cũng mở ra nhiều cơ hội mới. Nếu mình chỉ nhìn thấy những gì mình đang nhìn, làm những gì đang làm thì chắc rất khó có cơ hội được đánh những trận vượt qua khả năng của mình. Tiền to chơi theo game của tiền to, tiền nhỏ có game của tiền nhỏ. Nhưng đánh game tiền to vẫn sướng hơn. Mà sướng nhất là được đánh game của mình, hoặc mình cảm thấy thực sự là một phần của game. Mỗi trận như thế lại giúp mình tích lũy thêm tự tin để đánh những trận mới to hơn. Ngửi được mùi business rồi, cảm giác cũng khác. Thế thì cũng đáng đấy chứ. Hy vọng là các bạn thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm được thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.